thì bởi vì là anh vừa rồi có làm nhà, thì đến khi công đoạn hoàn thiện thì anh có trước hết là qua trên mạng Facebook thì anh có thấy giới thiệu về cái sản phẩm của Vĩnh Tường mình. Đấy, thì sau khi mà qua mạng mình biết cái sản phẩm của mình rồi thì có ở Ninh Bình, nghiên cứu ở Ninh Bình thì có chỗ cửa hàng thiết kế và từ là làm của em Quyết. Đấy, thì em Quyết mình có gọi em Quyết đến và giới thiệu cái sản phẩm trần thạch cao của mình. Đấy, thì đầu tiên thì mình cứ nghĩ là làm thông thường như những nhà bên cạnh. Đấy, thì có qua Quyết giới thiệu về cái sản phẩm trần Vĩnh Tường siêu bảo vệ, nó có 5 tác dụng, thì là anh quyết định lựa chọn dùng theo cái trần thạch cao mới. Năm tính năng thì mình thấy là có một số cái, là ví dụ như là đầu tiên là cái thanh lọc không khí. Mình đi làm ở đường cũng như làm ở cơ quan, thì khi mà nhiều rồi thì khi mình muốn về nhà, mình muốn có một cái nơi để mình rất là thư giãn và nó có cái không khí trong lành, thì mình chọn cái có một chức năng đấy. Cái thứ hai nữa là cái chống cái nồm. Thì ở cái mình là cái độ ẩm cao nên là cái mùa nồm là nó hay bị ẩm ướt, nên là mình chọn chức năng là chống ẩm, chống nồm tốt. Nó là sản phẩm mới cho nên là thì cái tâm lý người dùng thì bao giờ cái gì mới ra thì mình cũng vẫn có thể là mình cũng chưa tin tưởng tuyệt đối lắm đấy, bởi vì là còn là qua đó thì bạn Quyết có nói là cái này là tức là công ty bảo sẽ bảo hành cho mình đấy về cái sản phẩm là 5 năm đấy, chính vì vậy nên là mình thấy cũng yên tâm một phần và mình quyết định là dùng sản phẩm.